vì 43.000 công an đã được Bộ Công an Cộng sản rải về khắp các xã trên toàn quốc. Tin Việt Nam. Theo báo Thanh Niên ngày 9 tháng 10 năm 2020 loan tin, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, trưởng cơ quan công tác đảng và công tác chính trị thuộc Bộ Công an Cộng sản cho biết, từ năm 2015 cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, Bộ Công an Cộng sản đã đưa ra 43.000 công an được đào tạo chính quy về hoạt động tại các đơn vị cấp xã trên toàn quốc. Như vậy, trung bình một xã được trang bị thêm 5 công an được đào tạo chính quy về hoạt động. Được biết, ngoài lực lượng công an cộng sản chính quy thì thời gian vừa qua, nhà cầm quyền cũng tăng cường số lượng các thành phần khác như an ninh trật tự, tổ bảo vệ dân phố, dân quân, tự vệ. Quý vị thân mến, đây là những thành phần được tuyển dụng trực tiếp trong dân, đa phần là những người được tuyển dụng là những thanh niên ít học, không có nghề nghiệp nhưng lại biết nghe lời nhà cầm quyền. Ngoài ra, lực lượng công an mới được điều về thì lâu nay ở cấp xã cũng có một lực lượng lớn công an được lấy từ dân như lực lượng an ninh trật tự. Kết thúc vì lực lượng này được phân bổ ở từng làng, từng ấp với số lượng từ 1 đến 3 người tùy vào từng địa bàn. Với lực lượng công an an ninh dày đặc như trên, đó là chưa kể các lực lượng khác ở bên hệ thống cầm quyền hành chính và các hội đoàn như thanh niên xung phong, hội phụ nữ, đoàn viên thanh niên thì hầu hết các hoạt động nhất cử nhất động của người dân đều được nhà cầm quyền kìm kẹp đến nghẹt thở, kính thưa quý vị. Quý vị thân mến, Hoa Kỳ kêu gọi Cộng sản Việt Nam thực thi cam kết quốc tế về nhân quyền, tin đến từ Hà Nội. Phản ứng về vụ bắt giữ cho hoạt động phạm Đoan Trang, Toàn đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bảo đảm các hành động và luật pháp của mình phù hợp với các trách nhiệm và cam kết quốc tế của Việt Nam. Vào sáng ngày 8 tháng 10, hai ngày sau khi Công an thành phố Hà Nội bắt giữ bà Trang về có buộc tuyên truyền chống chế độ, phát ngôn viên Tòa Bạch Đại sứ Hoa Kỳ Rachel Chen nói rằng vụ bắt giữ này có thể ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam. Và phía Hoa Kỳ đang theo dõi tình hình chặt chẽ. Quý vị thân mến, trước đó, trong hai ngày 6 và 7 tháng 10, Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ đã tổ chức phiên đối thoại nhân quyền hàng năm lần thứ 24 tại Hà Nội. Dân biểu Alan Lowenthal của Quốc hội Hoa Kỳ cho đài Á Châu Tự Do biết ông rất bất bình về vụ bắt giữ nói trên. Ông cho rằng Cộng sản Việt Nam đã lợi dụng tình hình bận rộn trước bầu cử trên chiến trường Hoa Kỳ để gia tăng đàn áp giới bất đồng chính kiến. Quý vị thân mến, dân biểu Lowenthal nói trong tương lai ông sẽ vận động để trì hoãn và ngăn trở mọi chương trình viện trợ cho Việt Nam bên cạnh việc vận động để dự luật nhân quyền cho Việt Nam được thông qua. Kính thưa quý vị, trong hai ngày vừa qua, nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế như Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, được gọi tắt là HRW, Ân xá quốc tế, Ký giả không biên giới, được gọi tắt là RSF, Ủy ban Bảo vệ Ký giả, được gọi tắt là CPJ và Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế đã ra tuyên bố phản đối việc bắt giữ bà Phạm Đoan Trang và thúc giục Cộng sản Việt Nam trả tự do cho bà ngay lập tức. Kính thưa quý vị, thi thể của một người di dân Việt Nam được tìm thấy một tuần sau tai nạn đi bộ đường dài, tìm đến từ Đài Bắc, Đài Loan. Vòng thứ Năm ngày 8 tháng 10, thi thể của một công nhân di dân Việt Nam đã được các nhân viên cấp cứu tìm thấy. Một tuần kể từ ngày anh mất tích sau khi rơi xuống một sườn núi ở huyện Nantou. Cảnh sát cho biết vào ngày 1 tháng 10 năm 2020, nạn nhân đã đi vào rừng cùng hai người bạn nhân dịp ngày nghỉ của họ để tìm nấm Ganoderma lucidum, hay còn được gọi ở địa phương là nấm linh chi. Loại nấm này được đánh giá cao và được sử dụng phổ biến ở Đông Á như là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Kính thưa quý vị, theo đài CNA đưa tin, vào ngày xảy ra sự việc, cả ba người đã mạo hiểm đi đến một ngôi làng của một bộ tộc bản địa nằm ở độ cao 2.000 mét so với mực nước biển trên một ngọn núi Sai Seng Seng thuộc thị trấn Chennai của quận Nantou. Quý vị thân mến, trong chuyến đi, người đàn ông trên đã vô tình bị ngã từ một con dốc, sau đó hai người bạn của anh phải liên lạc với gia đình anh ở thành phố Đài Trung để cầu cứu. Cảnh sát khu vực Chennai nhận được thông báo về vụ tai nạn và ngay lập tức cử một đội tìm kiếm nạn nhân mất tích. Kính thưa quý vị, do địa hình hiểm trở nên thi thể của nạn nhân sẽ được đưa lên trực thăng ra khỏi hiện trường. Kính thưa quý vị. Quý vị thân mến, cuộc chạy đua cho ghế nghị viên khu vực số 4 của San Jose có thể xoay chuyển quyền lực
của hội đồng. Cuộc đua sát nút cho ghế nghị viên khu vực số 4 trong hội đồng thành phố San Jose có khả năng thay đổi quyền lực trong hội đồng trong ít nhất 2 năm tới. Cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11 tới sẽ mang đến cho cử tri khu vực số 4 một sự lựa chọn giữa ông Lân Diệp, nghị viên đương nhiệm của ông David Cohen, ủy viên giáo dục lâu năm của Berryessa Union và đồng thời là một quản lý kỹ thuật cao cấp. Kính thưa quý vị, ông Lân Diệp nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức kinh doanh lớn nhất thành phố. Bên cạnh đó, ông David Cohen lại có được sự hỗ trợ của các nhóm lao động mạnh mẽ nhất của thành phố San Jose. Kính thưa quý vị, trong một cuộc đua sơ bộ vào gồm 4 ứng cử viên cho cuộc đua tại khu vực số 4, ông Cohen đứng đầu với 7.417 phiếu bầu và ông Diệp xếp sau với 6.756 phiếu bầu. Theo tờ Mercury News đưa tin, ứng cử viên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11 sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc định hình khu vực trung chuyển và mật độ cho phép xung quanh nhà ga Berryessa Board mới đưa ra các quyết định quan trọng về sự phát triển trong tương lai ở phía bắc San Jose và quyền quyết định về cam kết của Apple trong việc cung cấp 300 triệu Mỹ Kim khu vực đất ở bắc San Jose để làm nhà ở. Kính thưa quý vị, bắc San Jose và cơ sở kinh doanh tại đây tạo ra khoảng 70% doanh thu từ thuế bán hàng của thành phố. Ứng cử viên được chọn sẽ đại diện cho khu vực số 4, cân bằng giữa lợi nhuận tài chính mà khu vực này mang lại và nhu cầu về nhà ở trong toàn thành phố. Kính thưa quý vị. Quý vị thân mến, Ủy ban Người Mỹ gốc Việt ủng hộ liên danh Joe Biden-Harris tổ chức tuần hành trước thềm cuộc bầu cử tháng 11. Theo thông cáo báo chí của Ủy ban Người Hoa Kỳ gốc Việt ủng hộ liên danh Joe Biden-Harris, một cuộc vận động tranh cử Joe Biden-Harris sẽ được tổ chức vào thứ Bảy ngày 10 tháng 10 năm 2020 tại 9741 Bosa Avenue, Westminster từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa trong khu Cantino Plaza. Tinh thần của buổi tuần hành là để những người có cùng quan điểm chính trị có dịp gặp gỡ nhau, chia sẻ những giá trị và niềm tin của họ đối với các nguyên tắc luật pháp, kỷ cương quốc gia, các giá trị nhân bản và nhân tạ đạo, tư cách cá nhân của người lãnh đạo quốc gia và nền dân chủ Hoa Kỳ. Quý vị thân mến, bên cạnh đó, cuộc tuần hành này còn được tổ chức đồng bộ với các cuộc tuần hành khác của cộng đồng người Hoa Kỳ gốc Việt ủng hộ Biden-Harris trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, những người tham dự sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội. Ban tổ chức thuộc Ủy ban Người Hoa Kỳ gốc Việt, Ủy liên danh Biden-Harris bày tỏ mong muốn mọi người tham dự cuộc tuần hành trong tinh thần nhân văn, gặp gỡ những người bạn cùng chí hướng, thể hiện các giá trị và niềm tin của họ, giữ phần vào cuộc bầu cử lịch sử trong tháng 11 tới và góp mặt vào những sinh hoạt dân chủ văn minh Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị.